là không thích. Hay ghét là mày. Đi một chiếc xe win, cái áo mà kiểu đó, áo dân tộc á, đeo cái bó hoa đằng sau nữa. Đeo mắt kính đen nữa là tụi không thích. Anh diện một cái trang phục mà nó lạ như vậy, em nghĩ là độc đó, độc lạ đó. Độc lạ đó. Em đi sẽ vào là hôm 19 tháng 10, ngày mai là 20. Rồi em hôm trước em đi xe win á, rồi em đi đăng ngoài chợ để. À, kính thưa quý vị và bạn, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, trước tiên thì xin mời hai anh chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Hải Nam, em 40 tuổi, hiện đang công tác ở tàu 13 thuộc lữ đoàn 111 vùng 2 hải quân của em ở Quảng Bình. À, rồi một tràng pháo tay cho anh Hải Nam ạ. Chị ạ. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em là Phạm Thị Hoãn, năm nay em 37 tuổi. Em hiện tại giờ đang ở nhà nội trợ. Em ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn ạ. À, nhưng mà nhân duyên như nào mà hai người lại quen nhau? Hai người có thể chia sẻ được không ạ? Em hồi trước là em ở Đồng Nai. À. Dạ, vừa cũng làm ở trên Đồng Nai. Vâng. Vừa em làm công ty ở đó. Dạ. Em cũng ở đơn vị ở đó nên em quen luôn. Và lúc đó anh gặp chị là trong cái hoàn cảnh nào? Em đã có một anh cùng đơn vị với em, vợ anh làm cùng công ty với vợ. Em xin số điện thoại. À. Dạ, xin số điện thoại xong rồi em quen. Dạng như là em ngày xưa kiểu như cũng chọc chọc là anh có ai làm mai cho em, anh có ai làm mai cho em. Chứ sao mà anh đó mới nói là vậy cho số anh giới thiệu cho. Nghe. Xong rồi lấy số em cho chồng em. Và anh có gọi liền không? Dạ không, nhá máy anh. Ủa sao anh chơi nhá máy vậy hả nào? Em không có tiền, hết tiền, bộ đồ hết tiền. Ở thời đó là có vụ mà nhá máy 2 giây á. Dạ, đúng không? Alo, làm gì đó, khỏe không? À, như vậy là sau bao nhiêu lâu nhắn tin với nhau thì hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên ạ? 2-3 tháng gì á. Wow. Đúng vậy hả? Dạ. Rồi, nhưng mà trong suốt 2-3 tháng là anh có gọi thường xuyên cho chị không? Dạ thì chị nhắn tin qua lại điện thoại thôi anh. Là năm bao nhiêu hả chị? 2010 á. Wow, 14 năm rồi anh. 14 năm đó. Gặp nhau ở ngoài đời thì lần đầu tiên chị nhìn thấy ảnh, chị có ấn tượng gì về người đàn ông này không? Dạ là không thích. Hay ghét là mày. Đi một chiếc xe win, cái áo mà kiểu đó, áo dân tộc á, đeo cái bó hoa đằng sau nữa. Đeo mắt kính đen nữa là tụi không thích. Anh diện một cái trang phục mà nó lạ như vậy, em nghĩ là độc đó, độc lạ đó. Độc lạ đó. Em đi sẽ vào là hôm 19 tháng 10, ngày mai là 20. Rồi em hôm trước em đi xe win á, rồi em đi đăng ngoài chợ Đại Phước á, em mua có ít bông thôi. Thế là ba kia ba bảo lấy hết cho ba luôn, lấy hết luôn. Wow. Thế là em kẹp 6 cái xe á, thế là em chạy ra phòng trọ của vợ này chưa hiện tại đấy, xong là em tặng. Là nhiều hoa lắm hả chị? Dạ, nhiều hoa lắm. 56 bông. Ôi lãng mạn đấy chứ. Nhiều khi chỉ đó, bộ tôi tặng tôi 56 bông giống như ông đoán tôi là 56 tuổi rồi sao. Mà chị đồng ý là bạn gái của anh đúng không? Thì cũng cứ quen quen vậy thôi. Nhưng mà sau bao lâu thì hai người bắt đầu là xác định là sẽ kết hôn với nhau? Dạ chắc hơn một năm mấy á. Wow. Bây giờ là anh không có tỏ tình. Vâng. Vậy thì cầu hôn có không nè? Dạ, chắc phải có chứ ha. Không luôn. Em đưa về nhà em mà không có xin phép không gì luôn, mà vô cái là chào bố mẹ em luôn. Oh. À, con chào bố, con chào mẹ luôn. Ôi nhảy cóc luôn. Dạ, là kiểu như là. Nhưng mà anh Nam, nó có điều gì khiến cho anh cảm thấy rất là ngại ngùng, rất là sượng sùng khi mà không thể hiện một cái hành động, mà đó là những cái hành động, đó là một cái lời tỏ tình, một cái lời cầu hôn? Tôi chưa không dám nói, mà em thẳng tiếng luôn, em nói luôn. Lần đầu tiên em lên nhà ngoài á, là em gọi bố mẹ luôn, chứ không ngại gần gì hết. Kiểu giống như là không có tấn công người yêu mà tấn công ông bà dì dở. Kiểu vậy. Nhưng mà bố mẹ có cảm thấy thoải mái khi ở đâu tự nhiên khi khổng khi không có con đứa ngoài tự nhiên vô kêu bố mẹ hay vậy? Thích sao? Thích luôn. Dạ. Vậy là như là bố mẹ chấm thôi. Thế anh chị là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới năm 2012 anh. Anh chị là có bao nhiêu bé rồi? Dạ tụi em chưa có bé nào. Ồ, chưa có bé luôn. Chồng em bị bệnh á. Ồ. Nên là cũng chậm, cũng hiếm muộn này. Dạ. Anh Nam ơi. Dạ. Không gì phải ngại, sau chương trình này về Quốc Thượng hy vọng với một cái đĩa
viết Cô Quốc Thuận dạ. sẽ hy vọng nha, sẽ mang đến một cái điều gì đó ừ. sẽ hỗ trợ cho anh chị. Dạ. À, tuyệt vời quá. Nãy giờ vui lắm rồi đó mà anh Nam anh vẫn chưa có thảm thoải cười, mái chưa cười anh ạ. Tới cái phần này. Đến phần này là anh Nam sẽ được thoải mái này. Bây giờ đến phần mình được kể xấu vợ mình. Đó. Là nói ra những điều mình mong muốn vợ mình sẽ thay đổi. Đó. Những điều mình chưa vui, chưa thích ở vợ mình. Nói thật về anh Trinh Chi Vân, về anh Thuận cho em chưa bao giờ em nói xấu vợ. Chưa bao giờ em nói xấu vợ. Ôi tuyệt vời. Chúng vợ em nói chung nó xấu tính, nó được cãi hai cơm răm. Hay nói trông, nói nhiều. Cho con hết rồi anh ạ. Không ngồi tính nóng đấy thôi. Đó là cái căn bệnh đại chúng. Đúng rồi, bệnh giới tính anh ạ. Không thay đổi gì không? Còn muốn chị nói ít đi không anh? Hai vợ chồng nói ít cũng được, chứ đừng mỗi bên một người mà hai người nóng tính quá thì không được. À, muốn chị bớt nóng tính đi. Bớt nói. Nhưng mà đó giờ cái cơn mà nóng tính của chị á là nặng đô nhất á, là nó sẽ thể hiện như thế nào? Bỏ đi thôi. Bỏ đi. Nóng tính là bỏ đi. Nè, chắc là chị Ngoạn đã nghe rồi. Còn bây giờ là đến lượt mình rồi. Có bao nhiêu tật xấu, khui đi. Chồng em thì nóng tính, với nhây nữa. Ồ, nhây. Đâu đâu cái tật nhây nó làm sao đâu, chưa hình dung. Vô phòng máy lạnh á, ví dụ như đang ở ngoài, em mà đang ở trong phòng máy lạnh là đi vô chỗ mua cái quạt gì đó. Chị ơi. Cái này là tôi ô nhiễm môi trường nha anh. Hả bơm. Gây ô nhiễm môi trường. Gì nữa? Đó, ví dụ như thỉnh thoảng đi nhậu với bạn về là hay bắt đầu có nhiều rượu rồi hay chọc chọc em rồi đó. À, hay chọc là em. Hay nhây. Dạ. Nết ăn nết ngủ. Dạ, được cái chồng em thì cũng thôi ạ, cũng kén ăn nhưng mà được cái nấu gì thì cũng ăn cũng ăn. Nhưng mà tình hình sức khỏe của anh sao? Mấy năm trở lại đây thì kiểu anh bị thêm bệnh tiểu đường á. À thì tiểu đường. Sức khỏe thì cũng thỉnh thoảng ví dụ như đường lên hoặc đường xuống thì hơi yếu. Mấy người mà dính cái bệnh đó là hay khoái ăn ngọt lắm. Dạ đúng rồi. Bánh kẹo chuồn núp núp ăn. Ăn mà núp núp. Ăn xong còn giấu. Giấu được. Thay vì giấu em kể anh nghe, thay vì ăn xong thì giục thùng rác bỏ giục thùng rác không nhét ở đây một cái nhét kia cái xong rồi em dọn nhà lòi ra. Ôi ôi biết sao, tại vì ăn mà ăn trước mặt bà vợ là bị bà vợ chửi. Nhưng mà giấu như vậy khi em tìm thấy á em phải chửi nhiều hơn nữa, em phải chửi nhiều hơn nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ mong muốn anh Nam thay đổi điều gì người đẹp? Dạ em mong muốn là cho anh bớt nóng tính lại, bớt nhây lại, với lại kiểu như bớt ăn tùm lum lại. Đến với chương trình thì không biết là anh chị có lời gì muốn nói với nhau hay không trước khi chúng ta tạm biệt nhau. Quay lại nhìn vợ đi, đừng nhìn mắt nhau. Nắm hai tay luôn đấy. Nhìn nhau, nhìn mắt nhau, nhìn sâu vào mắt nhau. Thôi thì cho hai chồng cố gắng chồng giữ dáng giữ nhìn sức khỏe, bớt ăn tùm lum lại để cho sức khỏe lên, để hai chồng sống được răng long đầu bạc. Cảm ơn vợ. Chúc cho hai anh chị sẽ luôn yêu thương nhau. Từ đây đến cuối năm, bác sĩ báo tin vui. Qua năm sau, anh chị sẽ chào đón một thằng cu xuất hiện trong gia đình của mình. Yeah. Một thằng cu khỏe mạnh. Chúc hai anh chị luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn. Tạm biệt anh chị nha. Em cảm ơn. Vợ chồng đầu tiên ngày hôm nay không ạ? Có chứ ạ. Mỗi một lần mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, bởi vì em phải chờ cả tháng thì mới được gặp anh Có Thuận một lần. Ôi nên là em rất là hào hức. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những chia sẻ của cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi dễ thương quá. Hôm nay em thấy là cô dâu nhìn rất là xinh ấy, cảm giác như khuôn mặt toát lên một cái niềm vui khó tả lắm anh. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân, xin chào toàn thể cán bộ chiến sĩ và ekip làm việc trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Quốc Tùng, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại hội 20 trinh sát. Rồi xin mời em. Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Trâm, năm nay em 27 tuổi, hiện tại là em đang làm việc và sinh sống tại Tây Ninh luôn ạ. Em làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Thôi giờ mình hỏi cái giai đoạn đầu đi em. Vâng. Chắc là hai bạn quen nhau lâu rồi đúng không?
Em quen nhau từ hồi em mới ra trường là cách đâu 6 năm rồi. Sự lúc đó vợ em chỉ là nạn nhân thôi. Năm 2017 khi em ra trường với một cái khí thế hừng hực của một người thanh niên đeo quân hàm sĩ quan trên vai thì em quyết tâm là không sử dụng smartphone để tập trung vào công việc. Nhưng mà em về đơn vị mới, nhà em lại trước đó là Vũng Tàu, thì lên trên Tây Ninh để công tác thì nó xa gia đình, cũng nhiều cái buồn. Đêm về sau khi giờ ngủ nghỉ bộ đội thì mình về phòng, cảm giác nó trống vắng, cho nên là được 3 hôm sau em thôi trích tháng lương đầu tiên ra sắm cái smartphone. Quyết tâm giữ chưa? Em mới tải Zalo về đăng ký tài khoản, nửa tiếng đồng hồ lấy một cái ảnh đẹp lung linh lồng lộn của mình lên làm avatar. Sau đó bật kia quét tìm quanh đây. Thì lúc đó là vô tình em cũng kết bạn với nhiều bạn gái lắm, nhưng mà sau khi đặt điện thoại xuống khoảng tầm 5 phút thì thấy nghe cái tiếng tinh đấy, tinh đấy. Em bật lên là em thấy vợ em đồng ý kết bạn. Đầu tiên em không nói gì cả, em đặt lên em coi hình. Mà lúc đó ấn tượng đầu tiên khi em coi hình của vợ em trên đấy là nhìn rất là ngố. Với cặp mắt kính to đùng như thế này. Thật sự luôn là vợ em chụp ảnh không ăn ảnh, mắc cười lắm. Em mới nhắn tin cái câu đầu tiên khi em nhắn, tại vì lúc đó khuya là 11 giờ rưỡi đêm rồi, giờ này con không đi ngủ đi, sao thức khuya vậy? Thôi nó lại là khẩu lệnh nữa. Dạ. Lúc đó là em với vợ em cũng giống như kiểu cự lộn với nhau vậy. Trời đất ơi, cái phút đầu tiên mà coi như là nói chuyện như chữ lộn. Không, chứ bà vợ nói thì sao? Đêm đó là em thức hơi khuya, tại cũng vừa mới chia tay bạn trai được cách 2-3 tháng gì đó. Lên cài phim, cái thấy ảnh nhắn tin đến á, ảnh bảo là sao giờ này không chịu ngủ đi. Em nói trời ơi, cha nào vô duyên dữ vậy trời. Xong cái hai đứa nói qua nói lại, xong cái từ gây lộn cái thấy ảnh tâm sự về công việc, em tâm sự về việc học tập của em, cái hai người cũng hợp. Rồi khoảng 5-10 ngày sau thì ảnh có hẹn em vô C5. Lúc đó là em dù dỗ vào đơn vị chơi. Khi mới đón vào á, bả đeo khẩu trang kín mít à, chùm kín mít luôn, vô tới đơn vị mới tháo ra. Trời, em bật ngửa rồi, trời ơi xinh dữ vậy. Cũng đẹp bá dữ rồi. Đẹp bá dữ rồi. Xong rồi từ cái lúc đó, em nói thiệt, lúc em nhắn tin là em rất dạn miệng, em không có e dè gì cả. Nhưng mà đến khi hai đứa vô ngồi với nhau cứ bấm ngón tay, không biết nói gì nữa, lấy điện thoại ra bấm. Nhưng lúc đó là gặp nhau là đúng hình luôn. Dạ, bị khớp. Xong từ ngày hôm đó là em bắt đầu thay đổi thái độ. Em quyết tâm là tấn công. Cái điều gì mà khiến mà em lại nghe lời ảnh và em vào trong đó gặp anh? Cái này em nói suy nghĩ em trước. Cái này em cũng bản thân em cũng chưa hỏi luôn. Lúc đó em rủ vào thì vợ em mới vào xem thế, coi là này là nào mà sao nó nói chuyện cà chớn vậy. Đúng không? Đúng rồi đó. Hay là ta cũng được. Lúc đó là kiểu như ảnh giống như là một người anh mà ảnh ra lệnh mình này, khi mà từ nào giờ chưa có ai mà làm quen mà ra lệnh kiểu đó với em hết á. Dạ. Nên em muốn xem mà ảnh sao. Thì cái ấn tượng của em khi mà lần đầu tiên gặp ảnh á, cũng được trai mà ảnh trắng lắm. Trắng luôn, không còn gái nhiều. Trắng tươi gì hả? Trắng á hả? Giờ là đỡ rồi chị. Ủa bộ Tùng làm trong bếp hay sao mà trắng không ạ? Dạ không anh, da em trắng lắm. Hồi đó em đi học cấp 3, từ cấp 3 đổ về trước, em nói thiệt là con gái không có cửa cắn nữa em. Ôi ôi. Nhưng mà từ khi vào đơn vị là thường xuyên ở học tập công tác ở ngoài nắng thì nó đen da đi thôi. Nhưng mà khi em mới ra trường thì ở quân khu các thủ trưởng cũng tạo điều kiện cho nghỉ 2 tháng ở nhà. Thì 2 tháng đó em chỉ ở nhà không. Thì em nhả nắng rất là nhanh. Lại trắng lại. Em chỉ cần 2 tuần thôi là nó trắng trở lại. Thêm cái nữa là thấy rất là ấn tượng cái dáng đi của ảnh như người mẫu vậy á. Dạ. Đi thì thẳng, ngực cong, mông cũng cong luôn. Em muốn coi Tùng đi không? Có có. Thôi bây giờ đứng lên Tùng, đừng có nghiêm nha. Đi bình thường, đứng đi. Này ông gồng rồi. Gồng rồi. Thật giống như hồi đó. Đi hai chân mình chéo nữa. Trời ơi. Như vậy là cảm giác như là bạn này hơi háo sắc nha. Nãy giờ toàn khen chồng là rất là đẹp trai, đi như người mẫu, rồi trắng. Không, cả hai đứa nó háo sắc hết luôn. Như nhau luôn. Rồi, thế rồi sau đó bao nhiêu lâu sau thì Tùng chính thức tỏ tình?
À, chưa chưa. Sau đó là em mới rủ bà đi núi Bà, có lên cái động Kim Quang á. Rồi đây sao? Đây bí mật em giấu, đó giờ cứ hỏi em hoài là em đến ông Khánh cái gì. Thì hôm nay là trước chương trình em có nói thật luôn, lên động Kim Quang em mới Khánh là em tán được bà. Mà công nhận là thiên thật. Nhưng mà có một cái kỷ niệm vui trước khi đi núi Bà này mà tới giờ em nghĩ là em vẫn còn ngại. Đó là bạn bè cùng khóa với nhau á, có mời nhau ra ngoài thì cứ uống được 2-3 lon bia, em uống không được nhiều. Về cũng có ngà say tí nữa đấy, em lại nhắn tin em thích bả. Giật mình lại thấy vô duyên quá, em lại thu hồi lại. Bà cũng có xem được rồi. Mà giả lơ. Bà cũng có xem được rồi. Mà giả lơ. Sáng em mới hỏi là tối qua có thấy tin nhắn không thì lại kêu là không. Dạ thì anh nhắn là anh yêu em có thể là bạn gái của anh không? Nhưng mà lúc đó em ngại á, em thấy nó hiện trên cái điện thoại nhưng mà em không có mở vô xem. Cái ngày sinh nhật là ngày 20 tháng 12. Hôm đó em biết sinh nhật, em không có hỏi. Nhưng mà em tự tìm hiểu thì, ngay cái đêm hôm 20 đó thì vô tình là đơn vị em là bị chập đường điện, hư điện. Em dự định là đi ra từ buổi chiều rồi, lúc đó em nhắn tin là em cũng không nói là gặp nhau để làm gì. Mà em chỉ nói là nhắn tin ra coi công viên Thắng Lợi. Em mới tỏ tình, em bảo là thích em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Thì bảo mới gật đầu cái rập, Dạ tại lúc đó là em thấy sự chân thành của ảnh á. Thì lúc đó là em đang đi học môn học, cái đang học với bạn. Bữa đó bài cũng quan trọng lắm, cái tự nhiên anh điện đến. Anh bảo là em đang làm như vậy, ra gặp với anh xíu. Cái em bảo là em đang học mới ra được. Anh nói trời ơi, ảnh xin ra được khoảng có 15-20 phút mà không có lâu được. Ảnh đạp xe đạp từ ở Sư Năm á, chạy ra tới công viên đang chờ em. Em nghe đạp xe đạp từ ở Sư Năm ra tới đó tự nhiên thấy siêu lắm. Thôi em trốn học luôn. Sau em chạy ra thì thấy ảnh đang để chiếc xe đạp kế bên. Rồi ảnh ngồi, ảnh dở bánh kem ra trước, đốt sẵn cái chờ em lại, anh chúc mừng sinh nhật. Ủa cái hình ảnh, thật sự em thấy cái hình ảnh đó dạ. Hình ảnh rất đẹp em. Đúng, đúng. Vô luôn đi, vô phần sau luôn đi. Thế bây giờ lấy nhau rồi mình phát hiện ra là như nào nào? Em về nhà thì nhiều khi em hay làm cái vườn này kia đằng trước. Xong cái khát nước, cái lội cái chân vô trong nhà. Xong ba quay ra bả chửi. Em nói ở nhà là lâu nhà đâu 80 lần. Là vợ em là rất kỹ. Dạ, kỹ cái nền, mỗi cái nền nhà thôi, còn ở trên là... Có nghĩa là chỉ quan tâm và kỹ càng với cái nền nhà thôi. Dạ đúng rồi. Rồi rồi gì nữa nè? Cái gì không vừa lòng là lầu bầu chửi. Đó. Còn gì nữa không? Hay quên. Hay quên. Thí dụ một câu chuyện gì hay quên. Ví dụ như anh hỏi tất cả mọi cái liên quan đến kỷ niệm chắc không kể được đâu. Lần đầu hai hôn nhau là đó. Dạ cái đó thì không quên được, đó là kỷ niệm. Ở đâu bật mí. Em mới nhắc hồi nãy luôn á. Dạ ở trong Sinh Năm. Gan nha. Ồ nó nghe là cái lần đầu tiên là bấm xong là hôn luôn hả? Dạ không. Chắc cũng phải cả tháng sau. Là vô lần thứ mấy? Vô lần đó là lần thứ bảy. Rồi bây giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Chồng em thì ảnh hơi nóng tính một xíu. Ảnh về thì kiểu như trong quân đội á, công việc ảnh làm phải xong á, nên nhiều khi cái thời gian nghỉ ngơi nó không có nhiều, không ngủ nhiều. Nên về nhà ảnh ngủ rất là nhiều. Nên em cũng mong muốn là ảnh bớt nóng lại trong mọi tình huống công việc hoặc là trong gia đình. Em mong sau này có thời gian nhiều hơn. Tại vì ảnh làm thì nhiều khi trực chiến không được về. Một tuần thì về khi có 2 lần hoặc 1 lần. Nên cũng không có thời gian chơi với con ở nhà. Có một lần ảnh ru bé ngủ á, đưa cho bé ngủ ở trên. Ảnh thì nằm ở dưới, xong bé nó tè lên người cũng không biết luôn. Cái mệt quá. Thôi con cùng ngủ. Dạ xong. Không, bé chưa ngủ em ngủ rồi. Vậy đó, cái tật xấu của ổng là cái gì? Ngủ nhiều. Con tè lên người không biết. Con tè lên người không biết luôn. Xong rồi con lại kêu ba cũng không hay luôn. Không hay luôn. Thôi bây giờ nãy anh quên hỏi là mong Tùng, muốn Tùng em có Tùng. Mong muốn gì không? Đối với em thì vợ em nếu mà thay đổi em không quen. Tức là yêu đến mức mà không có nhu cầu thay đổi luôn đúng không em? Đối với em thì nhiêu đó là đủ rồi. Rồi thì bây giờ đứng lên ôm vợ một cái để thể hiện tình cảm như nào. Thì, cảm ơn em trong thời gian qua đã dành tất cả mọi cái tình cảm cao nhất, những tình cảm thiêng liêng nhất là dành cho anh. Đáng yêu quá. Oh,
Thôi chúc cho hai vợ chồng luôn cứ nắm chặt tay nhau đi như thế này, cùng nhau chia sẻ với nhau những cái khó khăn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, rồi gia đình rất hạnh phúc. Đúng rồi, dáng rất đẹp luôn ấy. Như người mẫu. Đúng. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, em tên là Nguyễn Thúy An. Năm nay em 29 tuổi, quê của em là ở Bạc Liêu. Và công việc của em là nhân viên kế toán và em làm tại Cần Thơ ạ. Chào An, mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả xem trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Thành. Năm nay em 29 tuổi, em sinh ra lớn lên ở Lâm Đồng. Em đang công tác tại Ban Kỹ thuật Trung đoàn 97, Trung đoàn 30, Quân chủng Phòng không Quân ạ. Chào hai bạn bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà khiến cho cô nàng kế toán ở Bạc Liêu quen với một anh quân nhân ở Lâm Đồng? Ở Lâm Đồng. Tụi em quen nhau là qua Facebook á. Thế hai bạn quen nhau từ năm 2000 bao nhiêu? 2020. Lúc đó là em còn đang học đại học của năm 2 ở Bạc Liêu. Do trước đó là em tốt nghiệp cấp 3 xong thì em đi làm tầm 4 năm thì em mới quay lại học đại học. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau được là 1 năm 8 tháng rồi chị. 1 năm 8 tháng? Dạ, đúng rồi. Cái điều gì mà khiến mà bạn lên Facebook? Hồi đó là có Facebook nó có chức năng hẹn hò ấy. À, ghép đôi. Ghép hò, em còn độc thân vô tính mà. Nên là cứ đi thả thính thôi, thả cái vô dính ai không thì dạ, chính thính dính nhúng vào em. Chính thính dính nhúng vào em. Ồ, là người đầu tiên luôn? Dạ vâng. Thật không? Thật chứ. Lúc đó là em có nhìn thấy cái avatar của cô bạn này thì là em có kết liền luôn không? Dạ, lúc bắt đầu thấy hồi đấy bạn chụp trong lễ hội trong siêu thị. Dạ, siêu thị cái thấy có đèn lồng rồi ấy, mặc cái áo màu hồng trông dễ thương lắm. Thế là em thấy hợp gu thì em kết bạn này, nhắn tin qua lại thì thấy thì dính thính. Thế còn bạn này có phải là người đầu tiên thả thính em không? Cái ứng dụng đó thì trước đó thì em cũng không biết là mình đã đăng nhập từ bao lâu rồi. Nhưng mà vô tình đêm đó em vô thì em thấy có nhiều người nhắn tin á. Em thấy nó phiền á, em không có để ý. Nhưng mà em thấy anh này vẫn có bộ đồ quân phục của quân đội á. Em thì có niềm đam mê với quân phục của quân đội, kiểu như là em thích màu xanh á. Anh này cũng kiểu như hi hai thôi chứ không có hỏi nhiều. Rồi sau đó thì mới xin nick Facebook, rồi xong rồi anh mới kết bạn, rồi qua đó nói chuyện đâu tầm 5 tháng á, anh này mới nói là xuống Bạc Liêu để mà đi chơi mấy địa điểm ở Bạc Liêu á, nhưng mà không biết đường đi, em có thể là dẫn anh đi được không? Thì trên đó thì Facebook em cũng có đi chơi nhiều chỗ trên Bạc Liêu, em cũng có chụp hình á, rồi anh cứ gửi hình bảo là ừ tấm này em chụp ở đâu mà xin dậy dẫn anh đi thì kia, hẹn là một ngày cuối tuần nào đó thì anh sẽ xuống. Thường ngày cuối tuần thì em cũng đi về quê không mà em không có ở lại Bạc Liêu. Dạ, em ở Đông Hải Bạc Liêu, còn em học thì ở trên thành phố cách đó cả tầm 50 cây. Dạ, thì cuối tuần đó thì chồng em bảo là xuống thì em ở lại, em không về để mà em đợi. Em nghĩ là sẽ dắt bạn xuống để đi chơi cùng thôi chứ không nghĩ là hẹn hò, tại vì lúc đó bằng tuổi nhưng mà em bắt chồng em kêu em bằng chị. Chồng em vẫn kêu. Cái lần gặp đầu tiên đó thì trên cái xe đó thì có cả mẹ chồng em và ngoại chồng em nữa. Ủa nhưng mà em dẫn mẹ với bà ngoại xuống dưới đi chùa, đi mẹ Đông Hải hay là có ý là đi gặp mặt cô gái này? Dạ không, tại hôm đấy là bà với cả mẹ xuống đây thăm em chơi. Tại lâu lắm rồi cũng không con công tác như này mà chưa giờ xuống thăm á. Tình cờ thôi. Thế hỏi là thế bây giờ mẹ với cả bà anh xuống đây thăm thì em có đi chơi cùng thì có được không? Bà anh đồng ý thì nhận xuống đây luôn. Nói chung là nó tới một công mà 3-4 việc luôn. Nhưng mà nè, xuống dưới rồi thì hai bà là nhìn thấy cô bạn này thì có ý gì không? Dạ, thấy ưng luôn vậy. Ưng luôn. Mẹ với bà ngoại của Thành xuống á thì là em đưa cả nhà đi đâu? Dạ, lần đầu là em đưa ra mẹ Nam Hải để thắp hương. Dạ. Xong rồi em dắt cả nhà đi ăn bánh xèo ở Bạc Liêu. Cái lúc ăn đó thì bà ngoại có gợi ý là thôi không đi nữa đâu, mệt quá. Bây giờ xuống quê của bé An chơi đi. Em cũng sợ với ngại. Thì em cũng có bạn ga là nhà em xa lắm, đi cả tầm 2 tiếng á, thì đi tới đó thì cũng đã 2-3 giờ chiều rồi, ngoại về lại đây nữa thì nó quá trễ rồi. Xong mà ngoại bảo không sao đâu, tầm sắp bây giờ tôi dẫn lên xe lái về được không sao đâu. Rồi sao có dẫn về dạ, không? Dạ, xong rồi em mới lẻn lẻn ra ngoài, em điện cho mẹ em bảo là hôm nay con có dắt gia đình của bạn ở trên Cần Thơ xuống Bạc Liêu chơi, nhưng mà người ta muốn xuống quê mình chơi, sẵn tiện ghé nhà mình luôn. Mẹ hỏi là người lớn hay sao thì em mới trả lời là dạ, bà ngoại cũng 70 tuổi rồi. Mẹ nói ừ người lớn thì không sao, kiểu như cũng nghĩ là đàng hoàng. Nhưng xong rồi cái mẹ em mới điện 500 anh em lại, kiểu như là bằng vịt bằng gà nấu cháo cái kiểu để gia đình của bạn bình thường thôi chứ không nói là người yêu. Xong mà mẹ em cũng hiếu khách á thì cũng đãi tiếp đón nồng nhiệt lắm. Gia đình chậm xuống thì kiểu như mấy anh chị xung quanh hiểu lầm em là
Đây là bạn trai của em và gia đình chồng em là đang đi xuống để xem mắt em vào ngày cuối tuần. Hiểu đúng đó chứ. Hiểu lầm nhưng mà thật ra nó đúng đó em. Đúng rồi, đúng quá luôn. Đúng luôn hả? Dạ đúng. Nhưng mà nè, mẹ đó là người miền Tây. Dạ đúng rồi. Còn Thành là hai bà là người Bắc đúng không? Bắc đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì giữa cái văn hóa khác miền như vậy thì nó có gặp những cái sự khác biệt và nó có gây nên sự trở ngại gì không? Có anh. Mẹ chồng em thì kiểu như là người miền Bắc nhưng mà hiện đại. Mẹ em trẻ lắm, em mới có 50 thôi, nhưng mẹ của em thì đã 60 rồi. Trên vừa trên là tuổi, vừa trên là cái quan niệm sống. Mẹ em cứ quan niệm là trai miền Bắc là kiểu như là gia trưởng. Rồi thêm công việc của chồng em như thế này thì kiểu như là ở một mình nhiều hơn, chăm lo cho con nhiều hơn, chồng đi công tác nhiều hơn. Thì mẹ bảo là xa gia đình mà thêm ở một mình không quen ai cho nó nữa thì mẹ nói là mẹ không muốn. Mẹ cứ bàn ga thôi. Mẹ còn bảo là nếu như mà tao biết gia đình bạn này là người Bắc á thì cản rồi. Mẹ không thích người miền Bắc. Lúc đó là mối quan hệ của hai đứa là nó có tiến triển như thế có nào rồi? Trên xe đi á thì ngoại em bảo là giờ này còn chị em gì nữa. Hai đứa mày cưới nhau đi trong năm nay thì tao cho bé ăn ba chỉ, tao cho cái Thành hai chỉ. Tối hôm đấy thì em tỏ tình với vợ em luôn. Nhưng mà vẫn còn đang gặp một cái lấn cấn từ phía mẹ em. Mẹ vợ, đúng. Đó, vậy thì làm sao để hóa giải cái điều đó? Em cũng lấy ví dụ và cái người chồng miền Tây là như vậy đó. Cũng không có phải mặc định rằng là trai Bắc là sẽ như vậy. Đúng rồi. Cái đó là kiểu như mẹ thấy những cái người ngày xưa thôi. Đúng chứ rồi. Hiện đại bây giờ cuộc sống nó đã khác nhiều rồi, không giống như là như vậy nữa. Về phía mẹ và bà ngoại của Thành thì có cái động thái đẩy thuyền nó ra sao? Hai bà thì cứ mưa dầm thấm lâu đây. Em thì cứ ăn vạ xuống đây ăn vạ suốt. Mẹ em khó, mẹ em bỡ chứ. Hai đứa chưa có gì với nhau, người lớn cũng chưa có nói chuyện gì hết. Mà người lớn bên đây đã qua bên đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chẳng chưa có nói gì. Xong mà chồng em thì cũng chưa có nói gì. Mẹ sợ là sau này hai đứa không thành thì em lại mang tiếng. Xong rồi cái lần Tết năm 2022, mẹ chồng em cũng định xuống một lần nữa, lần cũng ngay dỗ ngoại nữa. Em cũng kiểu bàn ga với mẹ chồng em. Thì cái lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Đây lúc đấy mẹ vợ em cũng xui xui rồi, chốt ngay không bà đổi ý mất, chốt ngay không bà đổi ý mất. Tại vì chồng em xuống nhà chơi là nhà rửa chén hay là giặt đồ gì đó sáng vô làm em luôn. Làm thì chồng em cũng sẽ làm. Cái mẹ em từ nhiều làm như vậy thì mẹ em cũng hay la bảo là con trai con đứng lên đi, cái việc này để vợ con nó làm và con ăn nó làm. Nhiều là như vậy thì mẹ em cũng cảm thấy là được, không còn những cái định kiến trong đầu. Dạ đúng là rồi, trai Bắc là gia trưởng nữa. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi, đúng không? Thật ra là không phải là miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đâu. Dạ. Mà những người mẹ trên thế gian này đều rất sợ con gái của mẹ khổ gặp phải những ông chồng gia trưởng. Đúng. Dạ. Đó. đúng. Bao nhiêu lâu thì cưới luôn nào? Dạ, sau khi lần gặp đầu đó thì một năm 7 tháng. Thời gian mà bạn này á cứ xuống thăm em á, có ngày nào mà ở lại đêm không? Dạ có, anh thường xuống mấy ngày cuối tuần á. Đêm mà tối ngủ đâu. Chị chồng em là thuê cái nhà nghỉ bên cạnh 150.000 một đêm để ngủ. Xong rồi cái sáng hôm sau chồng em lại trọ sớm nhưng mà không dám gõ cửa. Em thì cuối tuần em hay ngủ nướng. Em thức dậy em mở thì thấy chồng em đứng. Chồng em bảo anh đứng đây từ sớm mà anh không dám gõ cửa. Sao vậy? Sao không vô nhà trọ ngủ ké luôn? Thì nhanh vậy anh. Không, phải hỏi luôn chứ. Dạ, trời ơi. Mấy lần sau thì cũng có xuống nhưng mà là ngủ võng, xong mà ở giữa cái võng này có một cái chiếc xe máy của em, rồi em ngủ cái niệm bên đây. Chồng em nằm võng đưa lúc lắc bảo thương nha, mấy núi cũng chèm mấy sông cũng đội mấy lèo cũng qua mà, nhưng mà anh chỉ dước mỗi chiếc xe mình qua không có được. Dễ thương không? Người ta đã chắn chiếc xe rồi đúng rồi không? Bao lâu thì cái xe đó đi bỏ ra? Mãi là tới lúc mà đám hỏi á thì chồng em thật tình lắm bảo chứ vợ ơi, đám hỏi anh về dưới rồi mẹ có cho hai đứa ở chung phòng chưa. Sao rồi em bảo nha. Không, vẫn chưa luôn. Vẫn chưa luôn. Chồng em vẫn ngủ phòng khác, em ngủ phòng khác. Chồng em thắc mắc bảo người ta hay nói là đám hỏi là được ở chung với nhau rồi mẹ, xong rồi mẹ khó vậy chứ về chưa nữa. Từ cái đám nói tới đám cưới là bao lâu? Là 7 tháng anh. Trời ơi đúng rồi, dạ. Ông khó chịu là đúng rồi. Đúng rồi. Cái đêm động phòng hai đứa chắc nó ấn tượng lắm đúng không? Rất là nhiều kỷ niệm đúng không Thành? Bây giờ nó đỏ mặt hết trơn, nó không kể luôn đó. Thôi, bây giờ mình nói sao chuyện khác đi. Không biết Thành có lãng mạn không ta? Em đoán. Theo em thì Thành là người lãng mạn. Nói ít làm nhiều. Đó. Đúng không em? Nói nhiều nhưng mà là ít dạ. Nhắn tin thì nói rất là lãng mạn và nói rất là nhiều luôn. Ghi tin nhắn là khúc khúc vậy nè chứ không gọi ngắn gì đâu.
Nhưng mà khi gặp nhau thì không nói gì nhiều hết trơn á. Thí dụ 8 tháng 3 thì tặng cho em cái quà gì bất ngờ? Cái lần đầu tiên của 8 tháng 3 chồng em xuống chợ em là không có phải ngay ngày 8 mà đâu đó tầm ngày 5, ngày 6 á. Thì sáng hôm đó hai vợ chồng em mới đi chợ đi nấu ăn. Thì hai đứa đi chợ về nấu ăn xong về rồi để đồ đó rồi chồng em lại quay xe đi nữa. Em hỏi đi đâu, chồng em bảo anh quên này, cái đi mua một bó hoa về nhiều màu lắm anh, nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó được bọc trong một cái giấy kiến á. Có hoa đó là cũng như trưng bàn, không phải là hoa ngày lễ, hoa để trưng bàn ở ngoài chợ người ta hay bán á chị. Hoa thì đó là hoa cúng nha. Thì nói đâu ra là như vậy á. Cũng gần gần đến ngày 8 tháng 3 rồi, tưởng ra ngoài đường là cũng nhiều bánh hoa lắm, kiếm hoa hồng mà không thấy hoa hồng nó bán. Em thấy hoa này cũng giống hoa hướng dương, đâu biết là nó hoa cúc đâu, đâu biết là nó hoa cúc đâu. Thế này em mua luôn. Là trời. Em có thương chồng em không? Em có buồn cười chồng em không? Em thấy chồng giận. Từ ngoài cổng vô, em thắc mắc, ủa mình không có bình hoa mà mua cái bông này về thì cũng đâu có chỗ đâu mà chưng. Em cũng không nghĩ là tặng lễ luôn, mà chồng em cầm vô ngọt ngào lắm. Hôm nay chưa tới lễ thì anh mua trước tặng cho em, tại vì ngày 8 anh không có thứ này được nên chụp rồi. Chiều nay em đi về. Cái lúc đó em mới dở cười ra, đây là bông cúng mà anh. Bây giờ là cứ đi ra ngoài đường em thấy hoa là vợ em bảo hôm nay rằm đúng không anh? Bây giờ 14 tháng thứ hai hoặc là 8 tháng 3 ngoài đường nó bán hoa nhiều ấy, vợ em hỏi là ngay ngày rằm đúng không chồng? Ngày rằm hay sao nhiều người hoa bán hoa đấy. Nhưng mà chồng em dễ thương đúng không? Các em trong suốt thời gian yêu nhau chắc đâu có giận nhau đâu đúng không? Dạ có anh, chồng em có một cái tật là rất là tôn trọng bạn bè luôn. Khi mà đi nhậu là không bao giờ cầm điện thoại. Cho dù ai điện cũng không nghe máy, không bắt máy luôn. Bạn gái gọi không bắt máy luôn? Không luôn, là đầu giờ bảo là đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Không bao giờ kiếm được chồng em, tới lúc chồng em tỉnh thì mới kiếm được. Tại vì mấy bạn em toàn đô bất tử em muốn được 2-3 ly em say mất tiêu, em lên trường em ngủ sáng ngày mới dậy. Thôi mình qua luôn tới cái phần kia đi, cái phần sau khi cưới luôn. Đúng. Đi. Thế thì bây giờ cái vụ mà nhậu mà coi như là không cần điện thoại, không cần phải liên lạc. Đấy là tật xấu, tật xấu. Có tới bây giờ luôn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi, đỡ hơn. Chồng em cũng sửa đổi nhiều. Nhưng mà cho đến hôm nay thì vẫn còn tật xấu chứ chưa có hết. Đó là bao nhiêu tật xấu nè? Em kể hết ra đây. Nhây sao? Nhây cực kỳ. Vừa nhậu say về là bạn chồng em điện là hôm nay cho Thành ở lại đi ngủ đơn vị nghe. Thì em cũng nghĩ là say với về thì cũng nguy hiểm thêm giao thông nữa thì thôi. Anh ở lại ngủ đi. Em khóa cửa lại ngủ là tầm nửa tiếng sau là chồng em về. Về là trên tay cầm bánh tráng trộn, trà sữa các kiểu trên lề đường, ai có bán gì là chồng em mua hết. Trời ơi, vậy đây có phải tật xấu rồi. Treo lẳng trên xe rồi về cái anh biết chở đó bụng này kia, anh mua này kia các kiểu rồi đó là em ngồi ăn đi rồi ngồi nhìn hồi là cả tầm 3 phút là ngáy luôn. Tiếp tục cái gì nữa nè? Dạ, như là ngủ ngáy. Em biết là cái ngáy đó là không có kiềm chế được, nhưng mà khi mà tỉnh em nói thì chồng em bảo là anh ngáy đâu, xong rồi cái em mới ghi âm lại luôn, xong rồi em đưa. Trời ghê vậy hả? Thôi cái ngáy bỏ qua đi, tại tội nghiệp ổng. Rồi còn gì nữa nè? Dạ là không có lãng mạn anh ạ. Không lãng mạn. Không, lãng xẹt thôi chứ không có lãng mạn. Trong đời là chỉ có một lần mua bông tặng em mà. Bông cúng. Chỉ là lộn bông cúng thôi. Dạ. Em mong muốn Thành thay đổi điều gì? Thứ nhất là nhậu kiềm chế lại. Bớt lại. Nhậu, ví dụ như mình nhậu thường ngày là mình nhậu 10 ly mình mới say thì mình có gia đình rồi. Nhậu tầm 7 ly thôi, 6 ly thôi. Dạ. Nó bảo đảm được sự an toàn. Đúng rồi. Thứ hai nữa là chồng em là một người sống nội tâm. Giỡn nói chuyện nhau thì nói nhiều lắm nhưng mà đi làm mỗi khi mà về em thấy mặt chồng em kiểu như không được thoải mái á, căng căng ra thì em có thể hỏi là hôm nay chồng bị gì hả, sao mà thấy chồng không có cười vậy, mà chồng á không có gì đâu, mà không có gì mà nhìn nét mặt thì em có thể đoán được. Nhưng mà không kể, nhưng mà mỗi lần đi nhậu say về thì mới kể hôm đó anh vậy đó, thì say về thì mới nói. Rồi bây giờ tới Thành đó. Dạ, và em cũng không có tật xấu gì, chỉ có mỗi tật là ngủ thì cô ngủ có thể lăn được mọi tư thế luôn. Hai vợ chồng đã ôm nhau bình thường nhá, nhưng mà sáng em dậy là em ôm cái chân của vợ em rồi. Có nghĩa là bà say giống như xoay như kim hồ cái đấy là không phải tật xấu đâu em ạ, cái đấy là ngoài vòng kiểm soát cũng vô thức thôi. Đôi này thấy là quá hạnh phúc rồi anh ạ, viên mãn. Em có mong muốn vợ thay đổi cái điều gì và mong muốn vợ mình có thêm cái gì nữa? Qua chương trình này thì muốn vợ hiền hơn chút nữa. Hiền lắm rồi đấy. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì chị mong là ước mơ của Thành sẽ thành hiện thực. Và sang năm thì hai bạn sẽ có một thiên thần nhỏ được ra đời. Hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Có muốn nói gì với vợ không? Hôm nay qua chương trình này thì chồng cũng muốn cảm ơn vợ đã cùng đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn cuộc sống. Chúc vợ luôn luôn khỏe và xinh đẹp hơn.
đấy, vợ rất là xúc động, không muốn nói gì hết Thành không? Dạ, em mong chồng em là sửa tính, là cứ như là về cũng quan tâm với nói chuyện tâm sự với em nhiều hơn. Dạ rồi, cảm ơn hai em nha. Cảm ơn hai bạn, hai bạn đáng yêu lắm. Mời quý vị trong trường quay, chúng ta tiếp tục dành một tràng pháo tay thật to để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Dễ thương quá. Chào hai anh chị. Dạ. Yeah. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Thanh Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Lê Duy Cường, 39 tuổi, đang công tác tại phi đội 2, trung đoàn không quân 97, sư đoàn không quân 370, quân chủng phòng không quân. Xin chào quý vị khán giả. Anh Cường là phi công luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi, xin mời vợ Cường. Dạ, em tên là Đỗ Thanh Thảo, quân nhân chuyên nghiệp, đại úy. Em hiện tại đang là nhân viên hàng y của phi đội 1 của trung đoàn 97 ạ. Em sinh năm 89, là năm nay 35 tuổi ạ. 35 tuổi. Nhà em được hai bé trai ạ. Một bé thì học lớp 2, còn bé lớn thì học lớp 4 ạ. Cơ duyên nào mà một người phi đội 1 và một người ở phi đội 2 lại gặp nhau? Để chia sẻ câu chuyện này thì là cũng trước đây là đơn vị em là đóng quân ở trên sân bay Tân Sơn Nhất. Thì năm 2011 là em tốt nghiệp ở Nha Trang xong thì về công tác tại trung đoàn 97 ở trên Sài Gòn nữa. Sau một năm bay hoàn thiện đề cương xong rồi em mới chuyển sang phi đội 2, là phi đội của em bây giờ. Thì lúc đấy là bố vợ em, là bố của Thảo, công tác cùng đơn vị với em. Sau một thời gian học chuyển loại xong thì ông thấy cũng chưa thấy có bạn gái, xong là ông cũng dẫn ra nhà chơi, dẫn cả em với lại hai bạn cùng khóa với em nữa. Thế là ra nhà chơi ăn cơm rồi cũng trò chuyện. Sau một vài lần thì ra nhà chơi thì em cũng thấy đầu tiên là ấn tượng đầu tiên đối với vợ em ấy là ra cũng thấy cô bé này cũng nhỏ nhắn, cũng trắng trẻo, cũng dễ thương. Nhưng mà em cũng mới nghe vài người trong đơn vị nói thì như là bà vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Thì ra đang có người chơi... yêu. Đang có người yêu. Đi chơi thăm nhà thôi. Như vậy là anh chị yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới á? Thời gian của em yêu nhau cũng ngắn. Thế là hồi tháng 10 ra nhà chơi. Cho đến tầm giữa tháng 11 rồi đấy, bắt đầu là thấy phát sinh tình cảm, xong bắt đầu là với qua lại, nhắn tin. Xong rồi đi chơi. Tết năm sau, Tết âm lịch ấy, thì em về nghỉ phép. Thế là lúc ấy là thấy tình cảm của mình dành cho vợ em bây giờ là thấy cũng chín mùi. Mà trong thời gian rất ngắn thôi. Thế là cũng nói với mẹ, bảo là mẹ thử đi xem là con với lại bạn gái con bây giờ có hợp nhau không. Tuổi thì là không khắc, nhưng mà lại chỉ hơi khắc khẩu tí. Từ lúc mà biết nhau đến lúc mà quen nhau đến cưới nhau thì một năm rồi. Thảo có nhớ cái lần đầu tiên mà bố dẫn Cường về nhà? Vì là ban đầu á là bộ đội thì trải qua những cái huấn luyện cho nên là nhìn nó vẫn có vẻ như là già so với lại cái lứa tuổi. Em thì lúc đó em nhìn anh Cường thì em thấy, em nói trời sao ông này nhìn mặt đều đều quá à, nhìn mặt đều đều quá à, sao mà không có tin tưởng được. Xong rồi là ảnh nói chuyện kiểu rất là khách sáo quá. Anh chị giống như là giả tạo vậy đó. Ra dẻ lắm. Đúng rồi. Ra dẻ. Là em không thích. Em cũng không có nói chuyện, tại vì là khách của bố em. Cho nên là em không có nói chuyện. Dạ về sau này, xong rồi là kiểu là ảnh thấy mình không, có vẻ như là không nói chuyện với ảnh, xong rồi là cũng không quan tâm, không hỏi han, mà khách đến thì cũng không kiểu muốn tiếp khách. Thế là đến trưa hôm đó em đang đi làm, lúc đó em làm ở 1:15 em chưa chuyển về đây. Dạ thế là ảnh mới gọi điện cho em. Anh mới nói là anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh đến chỉ là chơi với bố em thôi. Và em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Chơi thăm nhà thôi. Ủa nói cái gì vậy? Đến cứ chơi với bố cô thôi. Tự ái không hả? Em nói trời ơi cái ông này kỳ cục ghê. Mà mình không nói gì, mình không có ý kiến gì, tại sao ổng lại nói mình như vậy? Đó, thế là anh yên tâm đi, em không có suy nghĩ gì đâu. Nên là anh thấy là, hoặc là anh cũng không cần phải ra nhà em chơi nữa cũng được, để cho em khỏi hiểu lầm. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn ra. Nhưng mà sau đó lật ngược thế cờ, chuyển đổi tình thế. Nắm được thông tin là vợ em cũng chia tay bạn trai được một thời gian rồi. Đó. Sau lúc đó em với... bắt đầu là ra nhà nhiều hơn, xong bắt đầu mới tiến tới rồi tìm hiểu. Tại lúc đó em không thích, em dẫy ra em không thích. Thì bao lâu mới thích? Thì bố mẹ nói vô thì... Rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất này. Quan trọng hả? Cười thì cười thế thôi, chứ bây giờ là hết cười đây này. Phần này là phần mà mình sẽ được phép
nói ra hết những cái điều mà mình chưa hài lòng ở nửa kia và mong muốn người kia sẽ thay đổi để cho cuộc sống hôn nhân nó hạnh phúc hơn. Thế thì bây giờ nhường cho vợ nói trước đi. Dạ, yeah, anh cường nhà em thì có rất là ít khuyết điểm. Chứ gì là, là vẫn có rồi. À, không chị... được lạc đề nghe chưa? Dạ. Không được khen đâu đấy. Đúng, 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 đúng khen. Trọng tâm nha. Ừ, dạ đúng rồi. Ừ. Thì ảnh là chỉ là ở nhà là ảnh không biết nấu ăn. Thì là biết không? Không biết luôn. Thậm chí là hả, nhiều khi là cắm cắm cơm á mà nước bao nhiêu là phải hỏi vợ ơi nước từng này được chưa? Tại vì là từ trước đến giờ ảnh học ở trong trường hay là ảnh ra làm là ảnh không có phải nấu ăn. Đúng rồi. Ở trong bếp là người ta có sẵn. Đúng. Dạ. Cho nên ảnh không nấu, về sau này ảnh cưới vợ ảnh cũng nhất quyết ảnh không nấu. Ảnh sợ ảnh nấu một bữa là sợ ảnh sẽ phải nấu nhiều bữa hay sao. Quá thông minh em ạ. Đây là người đàn ông mà rất thông minh, biết là mình làm là sẽ ngon. Chưa xấu lắm. Dạ. Có gì xấu hơn nữa không? Xấu hơn thì chắc là ảnh hơi ham vui. Có một lần thì về quê thì lúc đó là bạn bè cũng tụ tập đó. Nhưng mà hôm đó con ốm, nhưng mà ảnh vẫn ham vui, ảnh vẫn đi chơi. Thế là anh nói với em là anh chỉ đi đến 9 giờ anh về thôi. Mà anh quất một phát tới 12 giờ luôn. Con thì ốm sốt, thế là hôm nay em mới bực. Thế là em giận đến ngày hôm sau. Em nói lần sau là em không cho đi nữa. Ừ. Không chơi nữa. Đấy. Đúng rồi. Rồi còn nữa không? Thôi hết rồi. Thế bây giờ chồng như nào nào? Anh Cường có thấy là vợ mình cũng hoàn hảo không? Không khuyết điểm không? Không, nói chung là nếu mà hoàn hảo thì trên đời này không ai là hoàn hảo hết. Và mình thì cái tính thì trước đây là cũng hơi tiểu thư. Tại vì là nhà là cũng được ông bà là cũng chiều. Đấy, cũng ương lắm. Lúc nào cũng là mình là số một, mình cũng là đúng hết. Mà cũng không nói lý lẽ nữa. Nhiều khi mình có cái gì đấy mình nói chuyện thì là cứ câu trước câu sau là không nói chuyện nữa. Chồng phải xin lỗi. Chồng phải xin lỗi. Thích cái tình nữ của em. Học em. Không là mới luôn đúng không? Thế là không nhắn tin, gọi điện là không bắt máy. Và thế xong rồi một hai hôm thấy tình hình có vẻ căng quá nên là em thì em rất muốn gia đình là vui vẻ. Muốn vợ chồng lúc nào cũng thế, con cái lúc nào trong gia đình mình đi làm về là thấy vợ con là chỉ muốn vui vẻ, nói chuyện cười vui thôi, hoặc là đi ra ngoài đi ăn uống đi cà phê gì đấy. Đúng rồi. Nhưng mà về cái là thấy mặt vợ cứ lạnh tanh thế là vui. Và rủ đi đâu cũng không chịu. Xong rồi cũng phải nghĩ cách để mà làm hòa với vợ, cũng phải xuống nước để nhận. Mặc dù có nhiều chuyện là mình không sai nhưng mà vợ luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng. Lúc nào cũng phải hay quá mọi người ơi. Trời ơi, tôi mong tất cả các ông chồng sau khi xem chương trình này sẽ học được cái đức tính tuyệt vời này của anh Cường. Anh Cường xứng đáng là không có một khuyết điểm nào hết. Nếu mà người phụ nữ nào ấy mà nhận sai mà xin lỗi chồng ấy thì đấy chắc chắn không phải là phụ nữ. Thôi đi cô ơi, tuyên ngôn thì tuyên ngôn này nó có người phụ nữ nào nhận mình sai em đúng, anh tìm được người phụ nữ nào nhận mình sai đấy mà lại còn phải năn nỉ, còn phải là có điều kiện thì mới đồng ý để tha thứ nữa. Thường cái điều kiện thì có một số điều kiện thì cũng không tiện nói ra đây, nhưng mà có một số điều kiện thì là có thể nói ra được, phải là mua cho một vài bộ đồ hoặc là dẫn đi ăn đâu đó thì bắt đầu là cái tha thứ cho. Ôi giời. Hay quá. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái gì mà không nói ra được hả? Cái gì mà không nói ra được không? Chúc nó riêng đi. Nhưng em thích nghe không nói được ấy. Trời ơi tò mò quá. Không nói được, ví dụ như là tinh tinh chẳng hạn đó. Tinh tinh vẫn là nói được không? Có gì mà thầm kín hơn không? Bỏ qua cái chỗ này. Người ta ngại lắm. Bình thường nếu mà không có đi công tác xa nhà thì là ở trong gia đình thì dọn dẹp gia đình là công việc đấy của em. Còn những hôm mà em đi công tác xa nhà thì là một mình và em là phải càng đáng hết mọi việc, vừa đưa đón con vừa dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi cũng gọi điện trách chồng bảo là sao đi công tác lâu thế. Đúng rồi. Mà ở nhà bao nhiêu việc đều đến tay em, thì bây giờ em bảo là bây giờ là cái nhiệm vụ của anh như thế, em phải thông cảm cho anh thôi. Khi nào anh về thì anh sẽ bù đắp lại sau. Khi nào anh về thì anh sẽ bù đắp lại sau. Mặc dù biết chồng đi làm mà nhiều khi do nhiều việc này việc kia việc công tên á, dạ vẫn tủi thân anh ạ. Và em thì cũng có thêm cái tính là hay cảm nhà thôi. Thực ra là tính của em ở trong đơn vị ấy, thì là cũng vui vẻ với bạn bè với đồng nghiệp, nên là nhiều khi anh em gặp nhau là cứ thỉnh thoảng lâu lâu lại ngồi nhậu với nhau vài ly, và vợ cứ thấy là nhậu hơi nhiều là vợ lại nhắn tin vợ nói, vợ bảo là uống ít thôi. Đúng thực rồi. Ra là vợ quan tâm đến mình. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi thì mình lại cũng ham vui với lại anh em trong đơn vị một tí, là vợ vẫn hay nhắn nhở và cũng hay nói nhiều về cái chuyện đấy. Đó. Rồi bây giờ hôm nào mà nhậu với lại anh em trong đơn vị mà uống nhiều quá ấy, là vợ em bảo là tối nay là anh ngủ đơn vị không về nhà nữa. Đấy. Thế bây giờ Cường muốn Thảo thay đổi điều gì? Theo như quan điểm của em là cũng đủ, cũng ổn, thì chỉ có mỗi cái là ít cảm nhận lại một tí và giận thì giận ít lại thôi. Thưa phụ nữ thì hay kiểu giận hờn vu vơ để cho được chồng yêu hơn á. Đó, thông điệp chung của chị em là như thế thôi anh ạ.
Nên là em nghĩ là đó cũng là những cái điểm mà rất là đáng yêu của vợ mình thôi. Dù là đã có hai bé rồi, đúng không? Nhưng mà vẫn giữ được cái lửa hạnh phúc yêu thương. Thật sự nói ra những cái điều mình chưa vừa lòng với người bạn đời. Nhưng mà trong ánh mắt của cả hai người mình thấy được trong đó nó cả một cái sự bao dung. Cả một trời yêu. Cả một cái trời yêu, đúng không? Mà lúc nào cũng ở lại chứ không có trở lại. Đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn Cường. Cảm ơn hai vợ chồng. Chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, nhận thật nhiều những cái năng lượng yêu thương, hoàn thành tốt tất cả những cái nhiệm vụ, làm thật tốt với công việc của mình. Dạ, em cảm ơn anh chị. Bay thật là tốt đẹp. An toàn. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng có thể đứng lên ôm nhau một cái được không ạ? Rồi. Để cho mọi người được lây cái vía hạnh phúc này. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 ạ. Nhân duyên vì sao mà hai người lại gặp được nhau? Em và anh Hùng đều từng học tập tại thành phố Nha Trang biển ạ. Anh Hùng là học ở trường Sĩ quan Thông tin, và hồi đó thì em học ở trường Đại học Nha Trang ạ. Thì trong một cái dịp là bên trong trường Sĩ quan Thông tin có tổ chức văn nghệ, thì em có vào giao lưu văn nghệ, tập văn nghệ ở trong đó, thì hai vợ chồng có cơ duyên gặp nhau. Ngày trước khi mà chúng em đi tập văn nghệ đó, thì lúc đó mà cái avatar của em nó không nhào như bây giờ 6 múi đồ đó. Và cũng nhiều bạn gái lắm, nên là cô này cô vào gặp em lúc nào đấy em cũng không nhớ. Chỉ nhớ là có một cái buổi tối hôm đó, em nhớ là tối thứ bảy, cô này cô mặc nguyên một đồ cây đen tông sạch tông từ trên xuống dưới, nhìn là mặt cũng xinh xắn. Đó là tướng tá rồi, cũng ngon lành cành đào ha. Là em chạy lại em giật tóc. Em giật tóc, em trêu bả. Một hồi xong rồi tới kết thúc chương trình văn nghệ là em xin số điện thoại, rồi từ đó mới liên lạc với nhau. Thế mà em thì sao? Lần đầu tiên em nhìn thấy Hùng thì em có một cái ấn tượng gì về anh bộ đội tên Hùng này không? Đối với em thì lúc đó em vào thì em chỉ có để ý thấy có cái anh này, anh rất là nhây. Anh nhây với những cô gái khác, còn không có nhây với em. Ủa tại sao lại không nhây với cô gái này? Tại vì là đối tượng nào mà mình để ý anh thì mình phải nghiêm túc. Ngã tư vào tầm ngắm mà. Có đúng một lần đó thôi. Là giật tóc là nghiêm túc dữ chưa anh? Rồi mình thực hiện cái việc mà mình theo đuổi cô ấy như thế nào ạ? Tính ra là nó cũng không phải lâu lắm đâu. Tại vì thời đó là em mồm mép tép nhảy lắm. Em xin số điện thoại của cô này. Thì lúc đầu là cô không cho đâu. Nói là em chỉ đọc một lần thôi, anh nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi nha. Đọc một lần em nhớ liền, em là ngành thông tin mà. Nhưng mà về lại có một cái như thế này. Cô này cô sinh năm 98, đuôi số điện thoại của cô lại là 97. 198, 197 đấy, em về hội hoài không được. Tới lần sau lên Diên Lâm ở trên đó em xin lại một lần nữa mới được. Thế là về em cưa cẩm rồi gọi, có khi gọi tới 2-3 tiếng đồng hồ một buổi tối anh. Xong này dần ra rồi tới một cái buổi tối, ngày hôm đó là tụi em tổ chức liên hoan chào học viên tốt nghiệp ra trường. Thì cô này cô cũng tới. Sau mà khi liên hoan xong rồi đó, tụi em cũng được phép uống mỗi người 1-2 lon bia. Là cũng ngà ngà rồi là em nán lại rủ cô này ra phía sau cánh gà. Đó là lúc đó là có chút men trong người rồi đó. Trời ơi mà dạ lắm chị. Cái tối hôm đó, cái đêm giao lưu tối hôm ăn cơm chung với nhau á, thì cũng có mấy anh khác cũng tới, cũng mời em rồi gấp đồ ăn cho em các thứ, nhưng mà chưa có tỏ tình, chưa có gì hết mà mấy chú né ra, vợ anh mấy chú né ra. Ôi. Đó là dậy trước rồi đó. Đó các bạn nhớ nha, đây là một cái chiêu bài mà mình phải sử dụng ngay. Cái khẳng định luôn đó. Khẳng định chủ quyền. Ủa có phải là chị tò mò xíu là cái hôm đó là sau cánh gà là có nụ hôn đầu tiên không? À, chính xác, hôm đó là có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Mà vì nụ hôn đó mà em bị phạt đấy. Tan tiệc rồi là anh em đều phải đi về để điểm quân số thực hiện chế độ cả. Là còn mình em mà nán lại là gọi là dạy gái đó, là ngồi lại với cô này là tới 9:55 tối. Là em nhớ kỹ tới chi tiết mà 9:55 luôn. Ngày đó, mười mấy, ngày 16. Ngày 16 tháng 8 năm 2017. Trời ơi. Thế mà cũng nhớ được. Là bây giờ là 6 năm rồi mà nhớ gì luôn. Thật ra là cũng không phải em nhớ đâu. Cái này là vợ em nhớ, cũng bà này mà gọi điện cho em kêu anh còn nhớ cái ngày đó là mấy giờ không nhớ tới từng phút luôn anh. Em kêu em không nhớ, em đoán là 8:30, đoán 8:35, đoán 8:40, em đoán hoài không trúng. Kêu tôi cho anh 10 phút, cúp máy cái rẹt cái đó. Rồi. Nghe hướng không? Là có nghĩa là sau 10 phút gọi lại là đáp án chính xác hả? Đáp án không chính xác, đúng là phải triển khai. Sau bao nhiêu lâu thì từ nụ hôn đó dẫn đến đám cưới của hai người? Chính xác là 5 năm chị ạ. Tụi em yêu xa 5 năm. Yêu xa? Dạ yêu xa. Em thì công tác ở Tây Ninh, còn vợ thì vẫn học ở Nha Trang. Đáng nể ghê ạ. Vậy trong 5 năm trời đó chắc chắn là sẽ có những cái giận hờn,
những cái gọi là hiểu lầm nhau. Ừ. Có chia tay chia chân gì không? Đó, như cơm bữa luôn này. Cái lần mà chia tay mà lâu nhất á, thì là khoảng 1 tháng ạ. Ồ. Là thời điểm đó em vừa mới ra trường và em bắt đầu đi làm. Em nghĩ là lý do thì cũng chỉ vì là hai đứa ở xa nhau, rồi em vừa mới từ một môi trường trường học mà đi ra đi làm thì cũng có áp lực riêng của mình. Ừ. Rồi ảnh cũng có áp lực trong đơn vị. Ừ. Rồi hai đứa không thông cảm, chia sẻ, nói chuyện được với nhau á. Rồi sau đó thì chia tay. Lý do gì mà khiến cho hai đứa hay chia tay? Có ghen không? Đó là cái lý do mà cao nhất rồi. Rồi tôi bắt đúng ý luôn. Bắt tài luôn. Cái đợt đó là vợ em cũng mới ra trường, nhưng mà đi tập văn nghệ cho công ty đó, những cái giờ rất là trái ngang, 9:30 tối bắt đầu mới tập. Ô, em mới nói bố tập bây giờ thì bao giờ mới về, em không đồng ý, em không cho đi. Nhưng mà dứt khoát đi bằng được là cãi nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai là em đi tập ở đó 12 giờ đêm em gọi không được. Ồ. Là không biết đang làm gì, đang ở đâu mà tính em nó ghen mà. À, nên là em rất là khó chịu. Thử nhầm luôn thấy không? Dạ, xong rồi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty đó, của cô này thì biết là có một anh còn đang theo đuổi cô này nữa. Nhưng mà đang chia tay. Thế là đụng một cái là chia tay luôn. Xong một tháng rồi không liên lạc, không nói chuyện gì hết với nhau. Là Hùng là người chủ động đòi chia tay. Dạ em luôn luôn là người chủ động đòi chia tay. Dần. Tự cái tính em hồi đó bắt nháo lắm, không biết tại sao. Đàn ông dễ sợ luôn á. Đàn ông dễ sợ luôn. Cũng có nhiều suy nghĩ trong đó anh. Thứ nhất là một là cô ấy ở xa, rồi sau này cưới thì phải theo mình vào đây á. Nên là em cũng không dám tự tin là lo được cho cô. Hiểu. Sau bao nhiêu lâu thì em cầu hôn cô gái này? Sau khoảng hơn 4 năm thì em cầu hôn. Hơn 4 năm yêu nhau. Dạ em cầu hôn 1 năm sau thì em cưới. Có phải là do coi như là ghen mệt quá cho nên thôi cưới đúng không? Dạ thôi cưới luôn. Cưới luôn. Ghen mệt quá là vích. Cái thời điểm đó là cô này có tốt nghiệp ra trường. Em cũng xác định là thôi yêu quá rồi, giờ không biết làm nào, cầu hôn rồi kéo bà vô đây dụ vào trong này. Hay quá. Dạ. Mà cầu hôn là có bơi ra tận Nha Trang để cầu hôn không? Dạ đương nhiên anh, em set up chương trình rồi nhờ bạn nhờ bè rồi bóng bay rồi thuê chỗ rồi làm hết anh. Ôi. Dạ. Có phải là do là lý do là có nghĩa là cô này coi như là ở ngoài kia có quá nhiều người theo đuổi, cái đuôi theo đuổi cho nên là phải ra coi như cho bằng được, phải cầu hôn và phải chiếm được cô ấy cho bằng được đúng không? Dạ cũng một phần như vậy đó anh. Mà em quản lý vợ em chặt lắm nên là tới năm thứ tư là gần như là không còn đối tượng nào theo nữa rồi. Ghê. Sao đâu kể chi tiết cái vụ cầu hôn ấy. À cái vụ cầu hôn đó là em đăng ký đi tranh thủ về thì cô này cô cũng biết em về, nhưng mà em giấu không có nói là về cầu hôn gì hết cả. Em mới nhờ mấy bạn với mấy ông anh và mấy ông bạn của em ngoài Nha Trang đó, là bây giờ tình hình là như thế rồi, đi mua nhẫn cầu hôn. Anh em đi mua nhẫn cầu hôn rồi thuê cái chỗ đó là cái quán cà phê ở trên tầng 2 đó, em thuê nguyên cái tầng đó luôn. Đó là trong lúc mà em đang gọi là đi đánh lạc hướng cô này nè, là anh em ở đó là chuẩn bị bóng bay rồi các hình trái tim, trang trí pháo bông rồi đó. Em còn chuẩn bị tới mức là có em thì mặc bộ đồ dầm di, đồ quân đội. Là có một bạn của em nữa mặc đồ phòng không quân, một bạn mặc đồ hải quân và một bạn mặc đồ lục quân. Là bốn cái quân đứng nhìn em cầu hôn. Trái qua là có quay clip lại nữa. Là dắt cô này tới thì cô này khả năng là cũng bạn của cô này là tình báo này, khả năng biết trước. Nên là tới lúc đó không bất ngờ lắm nhưng vẫn khóc. Sao anh khóc? Hay xúc động quá. Nói chung là bất ngờ thì cũng có, nhưng mà tức là bất ngờ cái kiểu là mình đang không biết là người ta sẽ cầu hôn mình như thế nào thôi. Tại vì bình thường ảnh nhây lắm. Tự nhiên cái hôm cầu hôn tự nhiên thấy người yêu mình rất là nghiêm túc. Nghiêm túc mà ảnh cũng nói một cái giọng rất là xúc động nữa. Là mình cũng xúc động theo. Nói sao mà xúc động? Trước cái câu em đồng ý làm vợ anh nhé, em còn rất là nhớ cái câu đó là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Mã gen? Trời ơi, sao em lại dùng cái từ mã gen? Thì nó cũng đại khái là em chấp nhận về nhà rồi sinh con cho anh vậy đó. Hay quá. Dạ. Nhiều khi chương trình này lên, cái câu này không chịu nó trend luôn đó nha. Tài hồ đó. Rồi bây giờ đã có mã gen chưa? Dạ, chưa. Oh. Cũng nhiều lần em cũng gọi là gạ gẫm. Nhưng mà giơ cái tay lên này. Không chịu là không chịu. Tại vì là ba mẹ em với ba mẹ vợ thì cách đây 38,000 cây thì xa lắm. Bố mẹ em thì ở Quảng Bình, còn bố mẹ vợ thì ở Đắk Lắk. Bây giờ thì hai vợ chồng đi làm, em thì như anh biết là 24/7. Còn cô ấy thì từ lúc gà gáy tới lúc mà gà đi vào chuồng cũng chưa về nữa. Nên là nếu mà sinh đứa con ra là không có người chăm. Nên là mới nói là phải có người chăm thì mới đẻ, không chịu. Như vậy là hai vợ chồng ở với nhau được bao nhiêu lâu từ lúc kết hôn đến giờ? Là tụi em ở được 1 năm 4 tháng rồi. 1 năm 4 tháng. Thôi cũng còn son, mới mà. Còn son lắm. Thôi cố gắng sắp xếp. Quan trọng là cái chỗ ở của các em. Và quan trọng là cái cuộc sống của các em nó phải gần nhau. Đúng để rồi. Mà san sẻ với nhau. Và nhất là cái việc mà chuẩn bị có thêm một thành viên mới thì cái việc mà rất cần thiết nữa là cái việc mà chúng ta sắp xếp thời gian để chăm lo cho đứa nhỏ. Em cảm ơn anh.
Và tới cái phần kia đi nè. À, ok. Bây giờ đây cái phần vui lắm nè. Cái phần mà ăn khách nhất của vợ chồng Son đó là sau khi 1 năm 4 tháng về ở chung nhà với nhau. Dạ. Các bạn có phát hiện những cái tật xấu của người bạn đời của mình, nó là những cái gì không nào? Vừa là tật xấu và nó vừa là cái sở thích mà em hay sử dụng từ là rất thiếu tính xây dựng của vợ em. Là gì? Người ta thì thích nằm dựa lên vai chồng, thích ôm chồng, rồi thích đủ thứ hết, nhưng không, vợ em thích sờ nách chồng. Thích sờ nách. Đó là em đang nằm, hai vợ chồng đang ôm nhau rồi nè. Tự nhiên cái đưa tay vô. Em nhột mà, em giật mình, em mới đẩy ra, nhột. Cái lần thứ hai lại đưa vô. Em mới kêu nhột, lần thứ ba là em quát lên nhột. Xong bĩu môi lên chồng quát em. Rồi có giật một vài cọng nào không? Có giật luôn này. To đúng không? Tại quát giật. Giật mình nó giật vài cọng luôn. Cái vụ sờ là đáng yêu. Ừ, nhưng mà những cái vụ giật giật đó, là đau nha. Đau. Nghe thì thốn hết cả người luôn ấy. Bây giờ còn không? Bây giờ vẫn còn ấy. Nhưng mà lâu lâu là em cũng làm quen rồi nên em phải có cái cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân. Sờ em là em sờ lại, là không dám nữa. Rồi tiếp tục nữa. Hơi nhõng nhẽo thôi. Nhõng nhẽo. Không phải là tật xấu, cái đó là cái nhu cầu của đàn ông mà em cũng thích cái đó nữa. Rất nhõng nhẽo, ví dụ như là em đang nằm trên giường này, vợ nằm đây, em nằm đây. Cái công tắc thì nó nằm ở đó. Nhưng mà dứt khoát là không chịu tắt đèn. Kêu chồng ơi tắt đèn đi. Bảo nó sát bên em nó tắt đi. Không, không chịu. Chồng tắt đi là nhõng nhẽo cho bằng được, là em phải lồm cồm em bò rồi em thò tay vào nó tắt đèn xong em bò lại về đây. Vậy thì không phải nhõng nhẽo mà là lười. Lười đúng rồi. Lười và đùng đẩy công việc. Dưa. Có bừa bộn, có hay quá đồ luôn túng không? Hay là... Không hề chị. À không hề. Nói bây đi. Giờ mà ekip chương trình mình về mà quay cái phòng của em ở nhà là đúng, nó giống cái chuồng gà ấy. Là trước khi đi là áo dài này rồi là quần dép quốc thì là quăng tá lả trong phòng hết. Như vậy là bừa bộn. Là rất bừa bộn. Và ai là người thu dọn? Đương nhiên là em rồi. Đương nhiên là em rồi. Wow. Em nghĩ là cái chuyện này cũng đáng thông cảm thôi, phụ nữ ai cũng thế anh ạ. Ôi cô binh vực phụ nữ phái cô. Nhưng mà em hỏi anh em, về đàn ông là gọn gàng lý trí đúng không? Nhưng phụ nữ sẽ là một mớ bòng bong, người ta luôn tả phụ nữ như thế. Thôi cô nói gì cô nói đi. Nhưng mà chị rất thông cảm với em. Nhưng mà đó là bừa bộn. Đó không. Là bừa bộn. Đó là... phải công nhận là đó bừa bộn. Nhưng mà Hùng mong muốn vợ yêu của mình nếu như có được một cái sự thay đổi thì đó là điều gì ạ? Về cơ bản thì em cũng không cần vợ em thay đổi gì quá nhiều. Như cái khuyết điểm vừa nãy em nói, cái tật xấu đó thì ngăn nắp lại một chút để chồng đỡ mệt là được rồi. Rồi thế anh Hùng của em thì có tật xấu nào không? Vô vàn tật xấu. Vô vàn luôn. Vô vàn tật xấu. Thôi mình kể một vài cái tật xấu mà điển hình đi. Có một cái còn nữa. Ghen không? Còn thì chắc như là còn rồi anh. Mình người ta bảo còn yêu thì mới còn ghen. Nhưng mà bây giờ cái sự ghen của anh nó có sự kiểm soát hơn. Nó có lý trí hơn. Hơi chi hơn. Dạ rồi. Đúng rồi. Không biết rằng là anh bộ đội này có lãng mạn không? Lãng mạn part time hả ta? Part time. Part time nó không có full time. Lúc vậy. Có lúc không. Dạ đúng rồi. Ảnh cũng là một người tâm hồn rất là nghệ sĩ, cũng biết chơi guitar.